bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thiện ác không rời một niệm ở tâm ta. Không làm việc ác, làm mọi việc lành, tự thanh tịnh tâm mình là điều Phật dạy. Đây là chân lý của Đạo Phật, ai ai cũng hiểu đạo lý ấy, nhưng chẳng ai thực hành được cả, nên thiên hạ bị đại loạn. Đã thiền thất tức là cơ hội tốt nhất để chúng ta sửa ác hướng thiện, sửa lỗi đổi mới. Với một ý niệm ác độc, thiên địa có thể sinh ra cuồng phong, bão táp, tạo đủ thứ tai ương. Nếu nhân loại khắp toàn cầu ai ai cũng biết thọ giữ năm giới, thực hành mười thiện, thì trời đất sẽ mưa thuận gió hòa, thế giới nơi nơi an lạc. Nói tóm lại, nếu trên từ bậc nguyên thủ quốc gia xuống tới nhân dân trăm họ, ai ai cũng giữ năm giới tu mười thiện, thì quốc gia ấy hẳn được cơm ăn áo mặc sung túc, người người an cư lạc nghiệp. Nếu mọi người phạm năm giới tạo mười ác, thì chẳng phải nghi ngờ gì nữa, tại quốc gia ấy, gia đình sẽ không hòa thuận, xã hội không có an ninh, đất nước chẳng giàu mạnh, nhân dân phải sống cuộc đời lầm than vất vả. Tham thiền chính là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Tại thiền đường, quý vị hãy chuyên tâm tham thiền để khởi câu thoại đầu. Nghĩa là đặt nghi vấn trong tâm, xem ai là người niệm Phật, rồi buông bỏ nó. Rồng rạc một niệm tham vấn tìm xem ai là người niệm Phật. Hãy dứt bật tất cả những niệm tưởng lăng xăng khác. Làm như vậy chính là trì giữ năm giới, cũng là thực hành mười thiện. Cho nên tòa thiền ở thiền đường thì có đầy đủ năm giới và mười thiện vậy. Vì thế, cho nên lãng phí thời giờ, nghĩ chuyện vẩn vơ vô ích, phải nắm lấy thời cơ tham ngẫm niệm Phật là ai. Lúc tham thiền, chúng ta cần phải nỗ lực dụng công, dũng mãnh tinh tấn. Chúng ta phải hồi quang phản chiếu, nghĩa là thâu nhiếp tâm trí, xoay ngược lại nội tâm, tự vấn lòng mình, hỏi xem mình đã sanh bao nhiêu niệm thiện, dấy bao nhiêu niệm ác, khởi bao nhiêu vọng tưởng, hãy lập bảng thống kê xem. Rằng, chưa sinh niệm thiện, khiến sinh thiện niệm, đã sinh niệm thiện, khiến nó tăng trưởng, chưa sinh niệm ác, khiến nó chẳng sinh, đã sinh niệm ác, khiến nó diệt mất. Đó là bước đầu căn bản của việc tu hành. Vì sao thế giới bị hủy diệt? Vì người ta khởi ít niệm thiện, nhiều niệm ác quá. Với một niệm thiện, trời đất tăng thêm chính khí, chỉ một niệm ác, trời đất chất đầy trược khí. Vì thế chúng ta phải làm sao để biến khí ác trược thành khí an lành. Trược khí chính là độc tố, mà hệ chúng ta sinh một niệm tham lam, thì độc khí trong vũ trụ sẽ tăng lên một chút. Nảy một niềm sân hận thì độc khí trong vũ trụ cũng tăng lên một ít. Khởi một niềm si mê thì độc khí trong vũ trụ lại nhiều hơn một tí. Nếu chúng ta dùng tham sân si để xử lý mọi việc thì trời đất sẽ u ám đen tối, tai nạn sẽ nảy sinh. Nhưng nếu dùng giới định huệ để giải quyết mọi sự thì trời trong đất lặng nơi nơi an bình. Do đó nói rằng, nơi kẻ ác ở đông, chỗ đó tai nạn đầy dậy. Nơi đông người tốt cư ngụ, điều lành tăng gia. Nói tóm lại, việc tai ương hay các tường đều do có người tạo ra cả. Cổ nhân nói, thiện ác hai con đường, ai tu thì tu, ai tạo nghiệp thì tạo. Người tu thiện thì sẽ thoát khỏi tam giới, kẻ tạo ác thì sẽ đọa tam ác đạo. Thiện ác chỉ có ở trong một niệm. Trí huệ làm phát sinh thiện niệm, ngu si khiến ác niệm nảy sinh. Mọi sự vật ở trên đời đều nói pháp cho ta, có thứ nói pháp lành, có thứ nói pháp ác. Có pháp chỉ rõ cái biết và cách nhìn lệch lạc của hàng tà giáo ngoại đạo, có pháp diễn bày cái biết và cái nhìn đúng đắn phù hợp với lý trung đạo rốt ráo. Nói cách khác, pháp lành tức là pháp dạy người ta nhìn thông suốt mọi hiện tượng, buông bỏ mọi chấp trước, đạt được tự tại. Còn pháp ác là pháp dạy người ta duy trì sự si mê, không nhìn thủng được, và chấp chặt vào nó, chẳng đắc được tự tại. Vì sao con người điên đạo? Bởi vì chấp trước, không chịu buông bỏ. Câu thơ xưa nói rằng, cổ lai đa thiểu anh hùng hán, nam bắc sơn đầu ngọa thổ nê. Nghĩa là, xưa nay, bao người anh hùng hảo hán, nằm dưới đất bùn cấp đầy núi non. Quý vị hãy nghĩ xem, bao nhiêu người ở trần gian có thể nhảy thoát cửa sanh tử. Lúc sống thì mua đồ hư danh, chết rồi thì danh nào còn, ta ham chức quan lớn, chết rồi quan vị cũng tiêu tan, mọi thứ đều hóa thành công,
Trung Quốc có Tần Thủy Hoàng vì muốn bảo vệ con cháu khiến muôn đời sau sẽ mãi làm hoàng đế nên cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Nào ngờ chỉ truyền tới đời thứ hai, con là Hồ Hải, tức là Tần Nhị Thế, nối ngôi chưa được 3 năm thì bị thừa tướng Triệu Cao giết chết, thế chẳng phải là đã hao phí tâm sức sao? Xưa nay, từ trong đến ngoài nước, những người cực kỳ giàu sang, những người làm quan to chức lớn đều sống một đời mê muội tranh danh đoạt lợi, tạo ra biết bao nghiệp chướng tội lỗi. Tới lúc chết thì với hai tay không đi gặp Diêm Vương. Xem đấy, khi thâm thiền chúng ta phải quyết chí dụng công, không thể giải đại, không thể buông lung, chứ để lỡ cơ hội rồi sau này hối hận không kịp. Rằng một chút thời gian, một chút mạng sống. Có người nói, à cha, tôi thành danh rồi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ, chuyên tâm tu đạo. Nhưng thời gian không chờ đợi ai, chờ tới lúc đó thì đã quá muộn rồi. Thâm thiền hay niệm Phật đều tốt cả, chỉ cần chân thật tu hành thì có thể thoát khỏi vòng sinh tử. Tới lúc lâm chung, tất sẽ thân không bệnh khổ, tâm chẳng tham luyến, như nhập thiền định, mỉm cười vãng sanh. Đó mới là nắm chắc được việc sinh tử trong tay mình vậy. Hòa thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền tập tháng 12 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说